Hai chàng ca sĩ trẻ đang được yêu thích, đó là Trịnh Thăng Bình và Chastity đến từ Hà Nội. Hai người với hai dòng nhạc khác nhau sẽ cùng xuất hiện trong đêm live show Tôi Tỏa Sáng của tháng 9. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc hấp dẫn, sôi động, trẻ trung và ấn tượng. Nếu như tại lễ trao giải Zing Music Award diễn ra vào đầu năm 2014, Trịnh Thăng Bình và Chastity là đối thủ của nhau, thì trong chương trình Tôi Tỏa Sáng lần này, cả hai phải cùng nhau lên ý tưởng để làm sao cho đêm live show của cả hai thật hoành tráng, đặc sắc và tạo được điểm nhấn trong lòng khán giả, đặc biệt là những khán giả trên Việt Nam. Chia sẻ về đêm live show sắp tới, Trịnh Thăng Bình cho biết. Đợt này thì Thăng Bình và Chastity sẽ cùng tham gia live show từ tháng 9 này. Thì Thăng Bình cũng không dám bật mí quá nhiều, nhưng mà Thăng Bình chỉ muốn nói là với một sự kết hợp của Bình là một người chuyên hát pop ballad và Chastity thì chuyên hát underground kiểu R&B và dance, thì hy vọng là với cái sự kết hợp này nó sẽ đem đến cho tất cả quý vị khán giả có một cái mùi âm nhạc, có một buổi đêm âm nhạc đó thật là mới lạ. Nhưng mà cá nhân Bình thì đợt này cũng là một cơ hội để cho Bình làm mới bản thân mình nhiều hơn, nên là Bình cũng đã quyết định là sẽ thay đổi cái tính âm nhạc của mình một chút, vẫn là những ca khúc của Bình, nhưng Bình sẽ làm mới lại, mình cũng sẽ làm mà những ca khúc nó lạ hơn so với bình thường, nó không phải là pop nữa, mà mình sẽ với những ca khúc Bình, nhưng mình sẽ thay đổi, cũng sẽ hát với những dòng nhạc khác nhau trên những ca khúc của mình, nên là hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ yêu thích và sẽ đón nhận. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Trịnh Thăng Bình và Chastity đều có bề dày ca hát và có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Và năm 2014 cũng là năm đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp ca hát của hai ca sĩ trẻ này. Đêm live show Tôi Tỏa Sáng của Trịnh Thăng Bình và Chastity sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 9 trên VTV9.